Tiếp phần 8 của bộ truyện là một tên phàm nhân, nhưng ta lại có tu vi 999 tỷ năm. Phi thuyền đi xuyên màn đêm trầm chậm lướt trên biển mây bồng bềnh tiến vào một tòa thành với nhiều hành cung nguy nga trắng lệ đang bật đèn sáng choang. Diệp Phàm bị chóng ngợp trước khung cảnh lung linh bên dưới tò mò hỏi, nơi này chính là Thiên Nguyệt cung à? Anh lững thững bước xuống những bậc thang, vừa đưa tay che chán phóng tầm mắt về phía xa vừa thích thú reo lên, oa khí thế quá. Không hổ là đệ nhất tông môn ở Hợp Châu, Mão Nhi trà đứng chống nạnh hất mặt lên đáp với vẻ tự hào. Hừ, đó là đương nhiên. Thấy một bóng dáng là lướt đi tới. Cậu nhóc mừng rỡ nhảy tưng tưng hô hô tay gọi lớn. Quế hi. Một nữ nhân trong bộ y phục thức tha đang đưa tay vuốt tóc. Đôi mắt được che kín bởi một tấm vải màu xanh đậm nhưng đường nét cơ thể và gương mặt vẫn toát lên vẻ đẹp thuần khiết dịu dàng. Diệp Phàm không kiềm được xúc cảm, ánh mắt chứa đầy sự yêu thích cảm mến, đến nỗi chảy cả nước dãi, phân khích reo lên, oa oa tiên nữ. Quế Hy bước tới khẽ đưa hai tay ra mò mẫm, đồng thời ngập ngừng hỏi, ngươi chính là Diệp Phàm Rồi không đợi người kia xác nhận, vừa bắt được bàn tay Diệp Phàm cô gái liền kéo lấy nó đặt lên bờ ngực căng đầy của mình mà nói giọng vui tươi hào hứng, tốt quá, cuối cùng ta cũng gặp được ngươi rồi. Chứng kiến hành động kỳ cục đó, hai tỷ muội họ sở không hẹn mà cùng lúc toát mồ hôi hột, đỏ mặt thẹn thùng la lên. Ấy, trong khi đó Diệp Phàm gương mặt cũng đỏ bừng không kém, đơ người sượng chân chảy cả máu mũi. Để phá vỡ không khí ngượng ngập trước mắt, sở vô nguyệt cố lấy lại thái độ tự nhiên mà hắn giọng hỏi. Quế Hy, cô, cô chỉ suốt ngày du rú ở kỳ tinh trai, sao hôm nay lại tự mình ra đây hoan nghênh? Quế Hy không lấy gì làm mắc cỡ vì hành động vừa rồi, vẫn điềm tĩnh nhẹ giọng đáp, từ bi đế tiên cung xuất hiện. Tông chủ phái phần lớn các phong chủ và đệ tử tinh nhuệ đi tìm cơ duyên. Bây giờ nơi đây chỉ còn lại tông chủ, cùng ta và Mão Nhi Trà, không ai ở tiền tuyến có thể giúp được trả lời vô nguyệt xong quế nhi vội vàng nắm tay diệp phàm quay người kéo đi đồng thời gấp gáp bảo xin lỗi ta và diệp phàm có chuyện riêng cần nói mão nhi trà nhìn theo bóng dáng cô gái không thể hiểu nổi trống cằm lẩm nhẩm quế hy bình thường không như vậy sở vô nguyệt liếc mắt nhìn cậu nhóc cười gượng gạo nói ha 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 chắc vậy nhỉ chuyển cảnh bên trong một căn phòng Quế Hy lôi Diệp Phàm đến trước một chiếc bàn vui vẻ giới thiệu. Diệp Phàm, nơi đây chính là phòng khách của kỳ tinh trai, chỉ sơ sài như này thôi, mong người không chê. Lúc này Diệp Phàm giật tay mình ra khỏi tay cô gái tỏ thái độ cảnh giác hỏi. Quế Phong chủ, rốt cuộc cô có mục đích gì? Quế Hy hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh, chép miệng nói lấp lửng, đoán trước. Cô đưa tay về phía anh lời nói phát ra như lời tiên tri, ta tin vào thuật dự đoán tương lai. Vậy nên, Diệp Phàm, ngươi là người được trời lựa chọn, ta sẽ giúp ngươi, tìm ngươi. Diệp Phàm nghe cô ta giải thích thì càng cảm thấy dối rắm mơ hồ, khó hiểu hỏi lại, trời là cái gì? Thấy Quế Hy không trả lời mà quay quả bỏ ra ngoài, Diệp Phàm càng thêm hoang mang trong dạ, toát mồ hôi hột gọi với theo, không phải chứ, cô cứ vậy mà đi sao? Còn lại một mình Diệp Phàm giận run người, siết nắm tay thành quyền nghiến răng chửi đồng, cô chỉ nói vậy xong rồi đi sao? bây giờ thiết lập mấy người hay ra câu đố rất thịnh hành mắng nhăng nhít cũng không giải quyết được gì anh bất lực quay đầu cầu viện hệ thống cửu 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 ngay tức khắc bé quản lý chui ra sau màn hỗn khí cau mày hỏi sao thế diệp phàm chỉ ngón tay về phía cửa ra vào hỏi ngay cửu cửu vừa rồi những lời mà quế hy nói ngươi thấy thế nào ngươi có phải là biết gì đó không cửu cửu ghé mặt sát tai anh thì thầm đừng truy đến cùng đợi ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây. Đây không phải là nơi chúng ta nên ở lại lâu. Bây giờ ta chỉ có thể nói như vậy. Cô nhóc trưng ra vẻ mặt nghiêm túc nhấn mạnh. Nhưng ngài phải tin ta. Ta tuyệt đối sẽ không hại ngài. Tuyệt đối. Dù không hiểu chuyện gì nhưng anh vẫn thỏa hiệp đáp. Được. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Màn đêm vẫn bao phủ thiên nguyệt cung. Trong một lầu cao đèn đuốc sáng rực. Các kỹ nữ đang nhiệt tình nhảy múa theo điệu nhạc âm vang trầm bổng. Ngô Thiết Ngưu đã có chút ngà ngà say vừa nâng ly rượu vừa vui vẻ bảo. Diệp, Diệp Huynh, uống tiếp. Chiều lòng gia chủ Diệp Phàm cũng đưa ly rượu lên miệng một hơi uống cạn. Chợt một tên đệ tử bước vào che miệng nói nhỏ với Ngô Thiết Ngưu, cung chủ, khiến hắn ta sừng sốt kêu lên. hửm. Tên đệ tử vẫn tiếp tục thủ thủy tiếng được tiếng mất. Đã, đều sợ là hoa. Làm sao đây? Khiến Diệp Phàm dù nghe thấy cũng chả hiểu gì. Thấy tình hình có vẻ phức tạp Ngô Thiết Nghiêu mặt căng thẳng hỏi lại. Là vậy à? Ngươi theo ta đi xem xem. Hắn vẫy tay chào tạm biệt Diệp Phàm đồng thời bảo. Xin lỗi nha Diệp Huynh. Uống nhiều nên mót tiểu. Ta đi trước. Đột nhiên tiếng nhắc nhở của cửu cửu vang lên trong đầu Diệp Phàm Rời đi nhanh như vậy. Đây không phải nơi ngài nên tham gia. Nghe vậy anh bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Dù sao thì cũng từng giúp Thiên Nguyệt Cung nhiều lần. Cũng xem như là tận tình tận nghĩa anh nhìn những cô gái xinh đẹp bốc lửa đang múa may trước mắt mà đầu óc cứ rong rủi đâu đâu dù cừu cừu độc mồm nhưng lời nói cũng đáng tin cậy ngày mai tới xin ngô cung chủ đan dược diên thọ rồi trở về thôi một lát sau diệp phàm lặng lẽ bước ra khỏi hành cung hành sự bí ẩn của tên cung chủ cùng lời nói khó hiểu của quế hy khiến anh nghi hoặc tự vấn rốt cuộc là có chuyện gì mà các ngươi kín như bưng như vậy quế hy nói cô ấy sẽ giúp ta rốt cuộc là sao nhìn quang cảnh bên ngoài diệp phàm buột miệng nói ấy nơi đây nào phải thiên nguyệt cung nơi đây là mê cung mà không biết mão nhi trà đang ở phía sau mình tuy nhiên ngay giây sau đó diệp phàm cảm nhận được có bóng người đang theo đuôi nên khẽ quay mặt lại đồng thời hỏi ai ấy đến khi nhận ra mão nhi trà với dáng vẻ tịch mịch u ám anh liền giật mình lúng túng nói mão mão nhi trà cậu nhóc không nói gì chỉ khẽ đưa đôi mắt dò xét sắc lạnh nhìn diệp phàm chuyển cảnh đến sáng hôm sau ở thiên nguyệt cung ánh sáng dịu dàng nhảy nhót trên những tầng lầu cao diệp phàm lấy tay che nắng lẩm nhẩm một mình cung chủ thiên nguyệt cung rốt cuộc đang ở đâu đập vào mắt anh lúc này là cuộc đối thoại giữa hai nam đệ tử của thiên nguyệt cung lại chết người rồi hả à, thật hay giả vậy lần lần này là người thứ mấy rồi diệp phàm bước tới sau lưng bọn họ vỗ vai một tên hỏi thăm hai vị bằng hữu đã xảy ra chuyện gì sao tên đó quay mặt lại trả lời anh bằng giọng nghiêm trọng thổn thức lại có người chết rồi. Buổi tối hôm qua lại có người chết. Sáng sớm hôm nay nghe nói là một vị sư huynh. Diệp Phàm lại hỏi, ta muốn tìm ngô cung chủ. Hắn có đây không? Tên đệ tử nhiệt tình đáp, có. Ngươi là khách của ngô cung chủ nhỉ? Ta đưa ngươi đi. Một lát sau anh được hai tên đệ tử dẫn tới một nơi đang có đông đúc người đứng chen chúc hóng hớt gì đó ở phía trước. Diệp Phàm cố luồn thân người len lỏi qua đám đệ tử chật ních, miệng không ngừng hét lên, tránh ra tránh ra sau một hồi vất vả chen lấn cuối cùng anh cũng đã thoát ra khỏi đám đông diệp phàm vội vàng đến nổi xém chút nữa còn đẩy ngã một tên đệ tử đứng đầu hàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt biểu cảm trên gương mặt diệp phàm bất giác chuyển sang căng thẳng khó hiểu hai hàm răng vô thức cắn thật chặt anh toát mồ hôi lạnh bàng hoàng kêu lên đây là cái gì khi chứng kiến dưới đất là xác chết của một tên đệ tử của thiên nguyệt cung nhưng điều quái dị là trên thi thể của hắn đang chìa ra những nhánh cây hoa đỏ ở các vị trí ngực miệng hai lỗ tai và giữa đỉnh đầu. Ngô Thiết Như nhìn tên đệ tử xấu số, bằng gương mặt thẳng thốt xen lẫn bần thần rồi cau mày thông báo, người thứ 9 rồi.